Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp thân mến đang theo dõi kênh YouTube nhà đất Bình Dương Hưng Phạm. Hiện tại thì em Hưng đang có mặt trên tuyến đường dh 507 được quy hoạch mở rộng là đường 32m thuộc xã An Linh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương ạ. À. Hôm nay thì em được chính chủ gửi bán một căn nhà vườn có tổng diện tích là 7.452m2 trên đất thì có mặt bằng kinh doanh và có nhà, ngoài ra có vườn cây ăn trái ạ. À ranh giới từ khu vực này. Mình di chuyển qua bên này ạ. Và ngay bây giờ em xin phép được ráp quy hoạch của năm 2030. Mời cô chú anh chị mình cùng xem hình ảnh tổng thể của mảnh vườn của chúng ta. Mảnh vườn của chúng ta thì có tổng diện tích là 7.452m2. Trong đó có 6.052m là đất trồng cây lâu năm. Và 1 năm m 2 là đất ở nông thôn ạ. Còn lại 195,3m2 là đất giao thông cô chú anh chị ạ. Khu vực thì dân cư đông đúc. Mảnh đất nhà vườn của chúng ta thì có mặt tiền đường DH507 là dài là 11.7m, dài là 217 có 270m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 7452m2 ạ. Mặt tiền trước nhà thì gia chủ mở cho con cô là một cái tiệm neo và gội đầu ạ. Cái tiệm này thì có cái diện tích như sau ạ, ngang là 3m8, dài là 6m ạ. Và bên này thì còn khoảng đất trống đây ạ. Đất trống này thì cô chú anh chị mình có thể là đậu ô tô ở đây thoải mái ạ. Cô chú anh chị mình hãy cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản mới nhất tại Bình Dương mình ạ. Em thường xuyên đăng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày ạ. Và ở phía sau này chúng ta có một ngôi nhà với cái diện tích là ngang 8, dài là 18, tổng là 144 m2 ạ và từ vị trí nhà chúng ta di chuyển ra trung tâm của xã An Linh là ấp 30 tháng 4 chỉ trong bán kính là một cây số thôi ạ. Trên cung đường di chuyển ra trung tâm của An Linh thì chúng ta sẽ tiếp cận được đầy đủ mọi tiện ích như là quán xá, nhà hàng, rồi gara sửa chữa xe ô tô này, rồi vật liệu xây dựng này, rồi các quán ăn rồi đủ thứ hết nha cô chú anh chị ơi. Khu vực thì dân cư đông đúc trong bán kính là một cây số sẽ tiếp cận được là trường mầm non của xã An Linh. Kèm theo đó là trường uh, tiểu học ạ. Và tiếp tục di chuyển nữa là sẽ đến là ấp 30 tháng 4. Và đây là công an của xã An Linh. Còn đây là chợ An Linh ạ. Và tiếp theo nữa là trạm y tế của xã An Linh. Và đây là ủy ban nhân dân của xã An Linh ạ. Chỉ trong bán kính là một km thôi ạ. Trên đất của chúng ta là có nhà và có mặt bằng kinh doanh buôn bán. Em Hưng xin phép được nhắc lại, diện tích của mảnh đất của chúng ta hiển thị trên sổ là ngang là 11m7, dài là 217, có 270m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 7 452 m vuông. Trên đất thì có mặt bằng kinh doanh và có nhà ở đầy đủ các công năng. Nhà này thì được thiết kế là hình chữ L, quay mặt về hướng đông ạ. À. Ngôi nhà này thì được cô chủ là ốp gạch cho mình, là sân hiên, cũng như là trụ cột. Rồi tường ạ. Mặt tiền trước nhà thì cũng được là, là ốp gạch hết rồi ạ. Nhà của chúng ta thì sử dụng là, là hệ thống cửa kính khung sắt. Cửa sổ thì có những cái rèm đây. Rất là đẹp luôn. Đây là cái phòng khách ạ. Và nhà này thì được trang bị là hệ thống lao phong là tôn lạnh ạ. không gian phòng khách thì khá là rộng rãi. Mảnh nhà vườn này thì trước kia gia chủ có vay ngân hàng với số tiền là 2 tỷ ạ. Trong thời gian gần đây thì rất là khó khăn nên là không còn tiền để chi trả và tiền lời lãi cho bên ngân hàng nữa. Nên là gia chủ đã gửi em bán qua kênh youtube ạ. Nhà này thì theo anh Huy em đánh giá là còn có khoảng tầm được là 75% thôi ạ nhà thì có đầy đủ các công năng là phòng khách, phòng ngủ. Phòng ngủ thì ở đây mình có là 3 phòng ngủ ạ và một không gian phòng bếp. Phòng ngủ này thì có cái diện tích rất là nhỏ thôi ạ, chỉ khoảng tầm là 10 mét vuông ạ. Ở đây thì mình có cái cái cửa ra cái sân hiên Và trước đây á, nguyên cái mảnh đất này, mảnh đất trống này là đều là của gia chủ hết. Đều là của cái cô chủ này đây ạ. Tuy nhiên trong cái thời điểm mà khó khăn á, thì cô bán đi mất là 6 mét rồi cô chú anh chị ạ. 6 mét bên kia là hiện tại người ta đang cho thuê là làm cái bãi để đậu xe cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì người ta không có ở đây nên là cô không có rào. Và em cũng đã trao đổi với cô rồi là sẽ gọi cái chủ miếng đất đấy ra để mà... À, đánh dấu lại cái ranh giới cũng như là chôn cọc. Đây là cái phòng ngủ thứ ba. À. Đây là cái không gian bếp. Hiện tại thì cô chủ này đang gửi em bán với mức giá là 7 tỷ 2 ạ. À. Còn thương lượng ạ. À. Và đường sau nhà này thì là có những cây ăn trái cũng như là 430 cây cao su. Cô chú anh chị mình ở Sài Gòn mà mình muốn về nông thôn, mình mua một cái miếng đất rộng có nhà, có nguồn thu nhập thì đừng bỏ lỡ về cái căn nhà này ạ. Cô chú anh chị mình xem đến đây mà quan tâm về đến cái căn nhà này thì hãy liên hệ với em ngay qua số điện thoại là 0928 071 298 ạ. Em sẽ gửi đầy đủ mọi thông tin cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo ạ. Sau nhà thì mình có cái là bụi tre để mình lấy mang ăn. Đây là cái chuồng trại để chăn nuôi gà. không gian sau rất rộng rãi thoải mái ạ mình có thể là vừa trồng cấy cũng như chăn nuôi ở đây thì mình có là cây hoa đu đủ được ạ loại hoa đu đủ được này thì có cái tác dụng là để trị bệnh có thể là ngâm với mật ong ạ ngâm với mật ong thì nhằm cái mục đích là trị cho các em nhỏ là bị ho đúng chất là ở nông thôn đất thì rộng rãi thoải mái tổng diện tích đất là 7.452 m2, trong đó có là 270 m2 đất ở nông thôn ạ. Hiện tại thì gia chủ đang bán là 7 tỷ 2, trên đất thì có cây sầu riêng, có cây ăn trái và hơn nữa là có 430 cây cao su. Cao su này thì được gia chủ là trồng được 6 năm rồi. Và từ vị trí em đang đứng đây, mình di chuyển thẳng ra phía hướng tay em đây là đến cái ranh giới ạ. Hiện tại thì em đã chia sẻ với cô cô chủ rồi là sẽ gọi với cái người chủ bên cạnh này sẽ đến để đo đạc lại đúng cái diện tích rồi rào lại cô chú anh chị ạ. Ở đằng sau đây thì mình có một số cây sầu riêng. Sầu riêng này thì theo như em đoán là cây sầu riêng Thái mới trồng đây thôi ạ. Cây này thì có độ tuổi khoảng tầm là được 5 đến 6 năm tuổi. 5 đến 6 năm tuổi là sắp cho quả ăn trái rồi ạ. Đây thì mình có cây xoài đất thì rất rộng rãi. Đường sau đất á, là có 430 cây cây cao su. Cao su này thì được trồng là được 6 năm rồi. Tuy nhiên là cô chưa có cạo. Cây nào cây đó thì đã được cô là làm chén sẵn rồi ạ. À. Đã treo chén rồi. Nói chung là cô chú anh chị mình ở Sài Gòn hoặc ở thành phố khác mình di chuyển về đây để mua căn nhà này thì không lo về cái nguồn uh, nguồn thu nha cô chú anh chị ơi. Trên đất thì có nhà, có mặt bằng kinh doanh luôn và hơn nữa là có 430 cây cao su, có loại giống là 2 3 năm đã trồng được là 6 năm tuổi rồi. Đó. sát với cây ngã ba. Cách vị trí ngã ba của đường DH509 chỉ trong bán kính là 140m thôi ạ và ở xã An Linh này thì đang được quy hoạch mở là khu công nghiệp với quy mô là 10.000 hecta Và khi khu công nghiệp An Linh này được khởi công ấy thì đồng nghĩa với việc là ngôi nhà của chúng ta là sẽ là đầu của khu công nghiệp ạ. À. Rất là giá trị luôn ạ. À. Xung quanh thì dân cư đông đúc. Cô chú anh chị mình quan tâm về cái ngôi nhà vườn này thì hãy liên hệ với em ngay nha còn đây chính là cái nền đất mà cô chủ này cô đã bán cho người ta rồi, Đó, từ vị trí danh giới đây ạ. À. còn lại là đất của chúng ta nha cô chú anh chị ơi. bốn xung quanh đất thì đều được là cắm mốc hết rồi cô chú anh chị ạ. À. khi cô chú anh chị mình mua thì tất nhiên là gia chủ sẽ nhờ bên địa chính đến để đo đạc bàn giao đầy đủ các diện tích cho cô chú anh chị ạ. À. một mảnh đất vườn có diện tích là 7.452m2. Trên đất thì có nhà, có mặt bằng kinh doanh, có cây ăn trái, có nguồn cây cao su để thu hoạch. Đó, với giá là 7 tỷ 2. Cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha. Khu vực thì dân cư đông đúc. Chỉ trong bán kính là 1km thôi, chúng ta sẽ tiếp cận được là ủy ban nhân dân này, trường học này, y tế này, chợ này. Trường học ở đây mình có là trường mầm non, trường cấp 1 và trường cấp 2 khu vực thì trung tâm của xã An Linh. Đây là cái cô chủ nhà đây ạ. Cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay qua số điện thoại là 0928 071 298 ạ. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ạ.